Hôm nay Tường Lan được 40 số, đây là tất cả các số trên màn hình ha. Số nào mà thích hợp của chú anh chị mình sử dụng thì cứ gọi cho Tuyền. Số điện thoại của Tuyền 0915544667 ha. Rồi trước khi vào video thì hình thức thanh toán thì nếu mà ship COD á, nhận hàng thanh toán ha, thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship ha. Nếu mà chuyển khoản và đơn 300 trở lên chuyển khoản thì tiền ship bao ship. Quá trời quá đất, dạo này tiền ship mất cái lên nữa rồi. Hôm nay thì nó cũng như mọi khi, mỗi ngày cũng là kìm với búa. Người con gái suốt ngày kìm với búa. Đây, người lúc không nói mình không biết mình không biết phải con gái không. Rồi số 1 cái kéo cắt cành đó, kéo này kéo dạng kéo nhỏ mini ha, cái lưỡi nó có bị dập cái lưỡi đây một chút xíu, cái này mà mấy anh mấy chú mình về mài lại ha. Đó là so kiểu này, kéo này lưỡi thì nhìn còn bén mà nó có dập chốt gậy đây ha. Đó, cái này mini nó dài 16 à. Rồi số 1 ha. Đây một cái kéo tỉa ha. Đó, kéo tỉa này lò xo tự chế. Cái này mới bắt về rồi xỏ cây dây kẽm vô đây mình làm lại nha. Lưỡi thì cũng ok nè. Mà nó cục mỏ. Hình như cái mũi này không phải nó vậy. Có lấy hung vô chưa? Lấy hung vô đây. Rồi một kéo cắt canh, kéo này nó xúc cái chút gài rồi, nó còn mới thì mình xúc chút gài rồi. Cây này 18 năm rồi. Ba kéo này ha, hai kéo cắt một kéo tỉa. Rồi số 1 ha, 200k, lấy không lo buồn đó bạn. Số 2 chú 2 đây, một cái kéo gì đó không biết luôn. Đó, rồi một cái cá ton, ton công luôn. Một kéo này rồi, số 2 ha. Combo kéo 220k. Số 3. Số 3 là một cái kìm bích to. Kìm bích to, cái kìm này rất là đẹp. Kìm này size 21 năm luôn ha. Đây. Lưỡi ha, lưỡi khích, lưỡi không hở nè. To nè. Bao da ok. Bao da còn ok luôn. Đó, găng kìm nè. Này cắt kẽm, cắt điện gì. Rồi, mén ha. Trời ơi. Cái chỗ này xác chỗ này có chỗ hở ha. Không thấy hở mà. Không có hở, nó khít. Giờ mình cắt không đúng chỗ sao. Đó. Rồi, số 3 ha, cái kìm điện size 21 của Victor 240k.
Rồi mũi khoan ha, hôm nay mũi khoan sắt gia đình ha. Đây là nguyên một bó mũi khoan đây, nó có thông số đây, tiền đã đo thông số rồi ha. Mũi nhỏ nhất của nó là 2.5, 3.2, 3.8, 4.5, 5.5, 6.5, 6.8, 7.5, 8.5, 10, 11. Đó, lớn nhất của nó 11. Mấy cái mũi khoan này đẹp. Này mũi khoan sắt xài từ mũi nhỏ đến lớn nè, xài cho gia đình nè, nó đủ hãng ha. Này của Nachi cũng có rồi, AXHH gì đó. Đó, mấy mũi khoan rất là đẹp. Rồi, số 4. Cái này nó mười mấy mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mũi. Bó này số 4 ha, 200k. Số 5. Đây, số 5 nè. 3.0, 3.0 ha, 3.6, 4.2, 4.5, 5.2, 6. 7. 8.5, 10, 12. Đó là mũi lớn nhất của nó là mũi 12. Đây. Mấy mũi khoan đẹp ha. Đây. Tới số 12, có này thì mó 10 cây, số 5 200k. Khoan sắt cho gia đình, mấy bác xài gia đình. Rồi, số 6 ha. Là ba mũi nhỏ nhất của nó là 3.0, 3.5, 4.2, 4.4, 5. 5.4, 6. 8. 9. Mũi 8, mũi 9, mũi 12. Đó. Đây, mũi mấy khoan đẹp ha, lộng lẫy luôn. Rồi, một bó. Cây bó này đi những mấy cây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây. Rồi, số 6 ha, 200k. Số 7. Đây, số 7 là nguyên hộp mũi gen tago gì á. Hộp tưởng đường nó hộp vàng không chứ. Đó. Đây ha. Hộp. Cái này bán luôn cái hộp, tặng luôn cái hộp. Đây. Cái kẹp phang nè. Đó. Cái kẹp của nó nè, này này trong bộ của nó vậy luôn. Cái này nguyên hộp của nó vậy á, nó có vậy đó. Rồi mũi, đây chén nè, chén nè. Rồi có cái này nó xuất ra nè, cái này nằm trong này nè. Qua tiền dặn rau vệ sinh đó. Đây chén nè, chén của nó, cái chén này như để vô đây cũng vừa nè. Cái này nhỏ như vậy á. Rồi đây cái chén nữa nè. Rồi đây cái cây này. Cái này gắn sao vậy? Mày gắn tao coi vậy. Ấy da, rồi. Hiện qua nó nằm kín khít đây nè, nó nằm kín khít mà gỡ ra nó gỡ ra vệ sinh dặn lên cái đầu nó bị xuất cái hộp này ra luôn rồi. Cái này để mò gắn lại đi, mất thời gian quá. Đó. Thôi, nguyên cái hộp của nó nè, cái mũi đẹp luôn. Rồi rớt rồi. Đây. Đó, có mũi mũi sắn. Mũi lớn, mũi nhỏ. Một hộp của nó luôn. Nó vậy đó, hôm qua bữa sổ đồ ngày ra tưởng nó hộp vàng không. Rồi, số 7 ha. 550k nguyên hộp này. Tặng luôn cái hộp. Giữ lại 3 giây cho mấy anh mấy chú chụp hình ha. Số 7 550k. Rồi số 8.
một mũi khoan bự chà bá bự. Cái mũi khoan này là mũi đây logo hàng của Nhật này 33 ha, mũi 33 mũi con đây. Mấy cái hàng này rất là đẹp, mấy mũi khoan rất là đẹp luôn. Cái này thì rửa dầu nó dài nè, nó dài 33 năm luôn ha, tới cái mũi chót luôn là 34. Rồi số 8 ha, 500k. Số 9. Ồ, nó có mũi khoan nè. Đây, đẹp quá trời quá đất luôn ha. Mấy mũi này hàng bãi nhưng mà nó nhìn nó như cái này là 40 ha. Đây, có logo. Cái này HSS gì nè. Mũi con luôn nè. 40 ha. Bác nào xài mũi lớn thì chốt ha. Rồi cái này là dài 37 ha. Rồi số 9 600k. Rồi số 10 ha. Số 10 là ba cây ngoái kẽm. Ba cây ngoái kẽm hôm nay đẹp ha. Đây. Cây ngoái kẽm này hôm nay đẹp xuất sắc luôn. Biết gì nè. Có cái ta ngoái, ô ta treo luôn. Cây này thì nó ngắn ha, cây này thì nó 20 à. Rồi mấy cây này là 25 năm. Cây này cũng vậy. Cây này 26. Đó, cái tên cái chữ đây. Cái muỗng tại vì giống như ai mài cái mài nó mài cái muỗng cho nó nhọn lại sao. Cây này không có chữ luôn. Rồi, ba cây này ha, số 10 ha. Số 10, 200k. Rồi 11 hôm nay là được hai bộ lục giác nhỏ ha. Cái bộ lục giác này là lục giác chưa xài luôn nè. Nó mẹ con cái bộ lục giác của mấy bữa trước á. Mấy bữa trước là lục giác bự. Đó. Mấy lục giác này nó có 500 hết ha. À, cái này là từ cái này xây nhỏ ha. Xây nhỏ nhưng mà nó đủ thông số. Số của nó là xài phần đó. Cái này là 14 nè ha. Vì xe da banh gì nè. Đó mấy cái đầu chưa xài luôn. Có 500 nè. 500 mấy cái nhỏ. Đó. Thấy không? Hết 500 luôn, hết mấy cái cây dùng giá nhỏ luôn. Cái này 12 ha. Cái này 10. Cái này 8. Cái này 1/4. Cái này 6. 6mm nè. Cái này 7/32. Đủ số phần. Rồi này 3/16. Rồi cây này 5/32 luôn. Không có số nào mà nó trùng số nào luôn. 1/8. Nhỏ xíu luôn. Cây này nhỏ xíu nhất nè. Cây này là nhỏ xíu không có số luôn. 2 4 6 8 10 11 cây. Rồi 200k bộ vít. Đó, mấy cái đầu rất là đẹp, chưa xài. Rồi số 11 ha. Số 11 200k. Số 12 cũng là một bộ lục giác. Thông số cũng 11 cây giống nhau. Mà thông số nhiều khi đây cây này 14 ha. Nè. Hít lên nè. Nó hít được cây to lên luôn ha. Hít rất là mạnh luôn. Đây cây này 12. Ban. Cây này 10. Cây này 8. Rồi
cây này 1/4. Đó, cây này 6. Cây này 7/32. 4. Cái này 5/32. Trời ơi. Tiền sắp lớn nhỏ, cây này 3 nè. Cây này 3 ml. Cây này nhỏ xíu nhất, không có số. Đó, rồi viên combo số 12 ha, 200k. Rồi dính vô đây luôn. Rồi số 12, 200k. Số 13 đây, một cây thước ấu, một cây cây kìm cho mỏ lót. Cái này super ha, 280 ml. Cái này là cán nhôm ha, cái này bằng nhôm, nó rất là nhẹ. Cái này mở không nước. Cái hàm đứng này đó, thì nó chắc là anh thích cây đứng tại vì nó thở hàm được. Đâu, trời ơi, cái tay nó cà trơn rồi. Dặn lâu luôn. Ừ rồi. Đó. Cái này là hàm trơn ha, nó hàm này kẹp ống gì mà nó không có răng. Cái này là hạ hạm của nó 8 phân ha. Rồi số 13 200k. 14. Đây, 14 mấy bữa mấy anh dặn cái này nè mà tiền soạn ra rồi mà không biết ai mà liên lạc nè. Hôm nay mấy anh xem video thì chốt lại ha. Đó, mấy cái này của Tajima nè. 450 nè ha. Cái này cũng còn mới nè. Đó. Mà do cái nhựa ngoài nó bị sần á, do mình quăng trong bãi á, nó bị sần. Dây nè, dây còn mới đẹp luôn ha. Thêm da bằng luôn nha. Kết cành châm rất là mạnh nha. Trời ơi, hít luôn cái căng luôn á. Hít, hít dở cái căng lên luôn á. Má ơi. Đó. Rồi, số 14 ha, 200k. Rồi, số 15, 200 dội ha. Đây, cục dội. Cục này đẹp. Cục này đẹp, cái đầu này bằng đồng luôn nè. Cục này nặng nha, cục này bự. Này 6 lạng. Rồi cục này nhỏ. Rồi cặp này ha. Nguyên cặp này số 15 140k. 16. 16 là mấy cái móng khoan tay. Mấy móng khoan tay luôn. Đây mấy móng khoan tay hôm nay rất là đẹp, long lanh ha. Đây cái mũi này là mũi chính. À mấy cái mũi nè. Mấy cái mũi khoan tay này về mình làm cái cây á, cái cán xỏ vô là mình khoan thôi. Mấy cây này ha, dài 48, cái cỡ đó không, nói lại nó cũng bằng bằng nhau. Mũi 9 ha, cái này là mũi 10. Đó. Mũi này mũi 10. Rồi cái mũi này. Mũi này cái số đâu không thấy rồi. Mũi này cái kiểu này ha, kiểu nó dày. Mỗi cái nó mũi hai cây này cái kiểu khác nhau. Đây nè, có chữ chữ nhật in chìm đây luôn nè. À cái mũi này là mũi 24 nè. Đó, cái đầu á, cái miệng cái mũi nó rồi bé. Rồi cái mũi này mũi chà bá bự luôn, cái mũi này là mũi 21 luôn nè. Đó. Rồi nha, năm mũi khoan này. Số 16 ha. 16 200k. 17. Hôm nay được hai bộ bít. Đây một cây BH1 của Bích Xeo, cây này cũng còn đẹp. Rồi một cây bít kiểu này luôn ha. Đó cái mũi nó mũi vậy nè. Đó made in da băng nè, in nổi luôn á, chứ không còn lên chìm nữa mà lên nổi. Đây cái này của Bích Xeo, Bích Trừ cũng còn đẹp đẹp. Rồi cái bếp 2 luôn, mũi cũng còn đẹp luôn, kiểu vậy luôn. Rồi đây một cái bếp 2 nữa. Đó, kiểu vậy, không biết phải kiểu vậy không luôn ấy. Rồi đây một cái bếp 2. Cái mũi coi cũng được mà cái ngoại hình thấy gớm quá. Rồi số 17 nha. Nguyên bộ dít số 17, 200k.
cũng vậy. Ủa 18 dít. Ý. Cái dít này cái dít hai đầu, cái dít này cái đầu cái lục giác nè. Cái này là BH chắc hay BH1. Cái này một đầu là đầu trừ nhỏ. Rồi. Cái này cái BH2 của Pixel. Cái này cũng full BH2 luôn, Pixel luôn, mỗi con đẹp đúng nè. Mỗi cái này không phải Pixel. Made in Japan chứ không có. Đây một cây trừ ha, cái này của Pixel. Cây trừ bự còn đẹp luôn. Rồi một cây BH3 luôn, cái BH3. Cán nhựa. Cái hiệu đây. Chôm. Rồi, số 18 ha, 18 200k. Rồi 19 một cây kéo cắt ton cộng lực. Nó có lò xo trong đây. Cái ngoại hình ở chỗ này nó có rỉ ha, bao da còn tốt luôn. Da băng thôi, cái này của MCC ha. Đây lưỡi nó vậy. Lưỡi không mẻ ha, cái này còn bén. Đó, đây có rỉ chỗ này, lưỡi không mẻ. Cây này dài 24 năm ha. Rồi số 19 ha, 170k. 20 hôm nay được mấy cây kéo cắt ton. Cây 20 ha, cơm bồ kéo. Một kéo thân thẳng, một kéo thân cong, một cây cá. Đây cây cá cá. Có chữ in chìm luôn. Đó, lưỡi còn đẹp. Bén nè. Cái này dài 16 năm. Cây kép con tôm thẳng dài 22 năm. Cây cong dài 24 năm. Đó. Mấy cái này á, tiền cắt thì nó cũng còn ok nhưng mà nó không bén lắm. Cái này nó ngoại hình nè, nó có bị... Có cái mũi con bén nè, trong này nè. Đó, cũng còn được lắm. Cái này mấy bác về mài lại, mấy cái bén nữa thì mài lại. Rồi ha, đây có chữ in chìm nè, lưỡi không mẻ. Rồi ba cây kéo số 20 200k. 20 200k. 21 là ba cây kéo cắt ton luôn, cây thẳng, cây cong và cây có sóng. Đó, để tiền đo một lượt ha. Đây 22 ha, 22 xăng. Cây này dài 25 năm. Rồi một cây sống là dài 28 năm. Trời đất ơi, cái bao da gì đây? Rồi cái bao da nó dính nè, dính da dữ vậy. Có chữ đây nè. Rồi lưỡi cũng còn đẹp, không mẻ. Đây chữ em chìm đây, lưỡi không mẻ. Cái này mình muốn bán thêm mình mài lại. Rồi ba cái kéo này 200k luôn, cái này mình mài lại xài ok luôn, mài sơ thôi tìm cách cũng thấy bán rồi. Rồi số 21 là 200k. 22 là một cái kéo cắt, một cây cắt ống đồng. Cây này quá trời bự, cây này cũng super, cây này nó chuyển nhanh nè. Đó, khi mình ngóc cái đầu này lên nè, mình ngóc cái mình bóp cái đầu này, đẩy cái đầu này lên thì mình rút lên. Đó. Còn mình không có dẫn xuống từ từ, nhét nó xuống. Cái này đây của da băng nè. Đâu rồi? Dẫn nó lâu lắm. Dẫn nó phải lên từ từ. Đây, super da băng ha. Cái này nó cắt ống chắc 60 hay gì nè. 60 độ là từ nhỏ tới 60 nè. Đúng rồi. Biết vậy. Đây. Này mấy cái bánh nè, bánh nè. Xay hết rồi. Hoạt động hết lưỡi nè. Lưỡi nè, lưỡi không mẻ ha. Đó. Lưỡi không mẻ. Đấy. Rồi. Con dao luôn.
22 ha. 22 250. 23 tới kèm. Toyota Japan, cây kìm cá, kìm hai nấc, kìm này xấu, ngoại hình bà xấu quá. Rồi, cây kìm mỏ nhọn, cắt thử luôn. Rồi, nhắc. Má ơi, cắt không đứt luôn rồi. Trời ơi, nó cắt mà mình nghiến cái răng luôn á, mà không có ba, không có đứt luôn. Mà lưỡi không có hở mà sao nó không có đứt không biết. Răng nè, răng thì còn ok. Rồi, một cây kìm nguội bít to. Nè, lưỡi không hở luôn nè. Rồi, gậy dập răng. Cắt thử đứt con bà. Ôi ôi, má ơi, cây này đen đen vậy mà ngọt ghê luôn á. Rồi bé. Rồi một cây kìm mẫu quả của Top Japan, cây này 250, cây này có tháo dít, răng ok. Ê, chỗ này có dập một răng móp móp xíu. Rồi số 23 250. Ôi, không cũ nè bạn. Buộc vô. 24. 24 cũng là bộ kìm. Quá trời kìm. Đây một cây kìm gấp ha. Kìm gấp không có găng, kìm trơn. Cây này dài 21 cm. Rồi một cây kìm điện. Ngày 16. Cây kìm mỏ nhọn. 13 năm. Rồi một cây cây cắt 21. Đây. Chưa bằng ha. Cây này cây cắt tẻm, cán nhôm nè, chỗ này nhùng nhôm ha. Đó, lưỡi còn đẹp. Đây. Rồi, cây kìm kìm mỏ nhọn gấp. Đó, lưỡi cũng thích luôn mà cắt không biết đứt hay không. Các bà ơi, làm chưa trơn. Ý. Rồi số 24. 24 250. 25. 25. Đây một cây kìm nhọn mũi cong ha. Lưỡi này cũng khít nữa nè, bao da cũng còn đẹp. Răng cũng ok. Rồi, cái lưỡi gì kỳ vậy bà? Cũng đứt mà nó hơi nhột. Các cây kiểu này nhột chết luôn. Rồi cái cây kìm gấp nhọn. Cái mũi mình xỉn miễn bên. Nhỏ mini. Rồi một cây kìm này gấp cái gì không biết, có cái lò xo như vậy luôn. Rồi một cây kìm điện. Có chữ này nè. Chìm dưới đây rồi. Lưỡi khích ha. Răng nè, ok. Đó. Rồi, quá trời bén luôn. Rồi, một cây kìm cá. Đó, kìm cá này đẹp ha. Rồi, 2, 3, 4, 5. Rồi, số 25, 250. Cái bà cắt gì đâu mà sụn dưa quá trời. Rồi cái cây này lục.
cũng đứt mà phải gị ra nó mới đứt. Rồi xong. Ý. Cây này nó có hở. Đây. Đó, nó hở chút xíu về ở giữa nè ha. Mấy chú mới thấy không? Đó, cắt chỗ này rất là ngọt nha. Đó. Răng ok. Cây này của Buza. Cái cán nó bị té rồi. Rồi, nguyên combo. Quên đo luôn. Cái này 18 năm. Này 16. Cái này cũng 15. 15 16. Rồi, cái này 12. Đó, rồi số 26 ha. 26 250. Rồi, hết kem. Cái này là răng nhuyễn nha, nó răng răng nhuyễn cho mịn như vậy nè. Cái này nó có dập một cái răng. Đây. Bên đây là răng, bên đây là nước sơn còn luôn nè. Cây này của MCC ha. 350. Cái kiểu ngang này ha, nó hở hàm được 7 phân nè. Nhưng mà dặn ra chứ còn hở nữa đó, không thì cứ luôn. Rồi số 27 ha, 250 nè, lò xo hoạt động ok. 27 250. 28 mỏ lết răng xây 350 ha. Này của Lester, con tôm da ban đây. Đó, bác nào thích hãng nào thì mình chốt nha. Đây, răng nó rất là ok. Răng trên răng dưới gì cũng vậy. Rồi cái này là độ hở hàm thì dặn sẵn rồi. Rồi cái này là được 6 phân rưỡi ha. Mở hàm của nó là được 6 phân rưỡi. Rồi số 28 260. 29. Đây hơn chính là cây 300 của Mitsubishi. Đó, Mitsubishi. Cái này nước sơn thì nó chóc nhưng ngoại hình còn đẹp nha. Ý là nước sơn nó chóc thôi, nó chưa chứ xét là nó chưa rỉ vô thân. Đó. Đó răng đó nè. Mấy cái răng đẹp ok luôn. Bữa có ông bác chốt một giải để về sưu tầm mới làm. Rồi, cái này 5 phân, hở hàm 5 phân ha. Rồi 29 200k. 30. Đây mấy cái dao thép ha, hôm nay mấy con dao thép này tiền bán cho mấy anh nào về sửa mà mài lại ha. Cái này hàng chưa sửa chưa mài ha, hàng đã qua sử dụng chưa mài. Có tiền chỉ vệ sinh thôi xét nè, chữ giật in chìm đây ha, cán gỗ nè. Mấy con dao này dao thép. Cái này là dài 17 ha. Bản rộng của nó là 4/8. Rồi một con dao này cũng dao thép 3 lớp. Đây. Mấy cái cán này nó hư rồi, cái này mới bán về mình sửa lại ha. Chữ nhật anh chị em đây. Đó nguyên hộp chữ dao gì quá trời quá chừng có đắp chữ luôn. Rồi cái này 15 năm ha. Cái bản rộng của nó là 4 phân. Rồi một con dao thép này dày luôn. Dao này mà mài xong rồi nó bén ha. Cái dao này nó bự lưỡi dài nè mà lóc sắp chuối luôn á. Đây. Cái chữ đây ha, chữ anh dẹp đây. Cán thì nói chung là mấy cái cán này nó hư rồi. Cái này mấy bác về mà sửa lại luôn thôi. Đó, cái dao này dài tới 29 luôn. Cái bản của nó rộng 4 phân. Rồi một con dao nhỏ giống như là nhịn nhau nhỏ như mình hình dạng đề ba ha. Đây. Có chữ anh chị em đây. Cái này chuyện tuyển chuyển với vệ sinh dao thép thì nó để ngoài đường ngoài trời thì nó bị xét ha. Cái này mình về mình mài lại. Đó. Cái này một tấc ngón. Cái này bản rộng 3 phân rưỡi nè. Đó, còn dao thép dao dạng dao bột thái. Nóc này. Cái này chỉ mài sửa lại thôi. Cây này dài 19 năm. Đó. Rồi. Rồi số 30 ha. 30 300k. 31. Đây, dao thép. Đó, nguyên một hàng chữ in chìm rất là sâu. Cái này cán này còn tốt nè, cán này khỏi mà khỏi sửa.
này chỉ mài lại thôi. Cái này dài ha, mùa 28 luôn. Bản của nó rộng 3 phân rưỡi. Rồi, cái con dao lóc này nó nguyên cái hàng chữ lên luôn nè. Cái này nó một mặt ha, cái dao này nó một mặt. Cái này 20.5 luôn. Rồi cái này rộng 2 phân 8. Rồi một con dao thép này luôn. Thép quá trời thép luôn. Mấy con dao thép ha. Bác nào mà biết xài rồi xài dao thép thì nó bén lắm. Nhưng mà xài dao thép thì nó bén rồi nó hay xét á. Rồi này 18 luôn ha. Trời ơi cái bản 6 phân. Đó dao này cán còn đẹp. Nguyên cái chữ in nè. Đó, cho bác nào về mài lại sửa lại luôn. Rồi, cái này dài 19 ha. Cái bản của nó rộng 4 phân 3. Rồi một cái con dao này luôn. Về mình làm cán lại luôn. Rồi 32 là ba cây búa. Đây cây búa hai đầu tròn, nó không có tè mà nó bị rỉ. Cây búa này nặng ha, cây búa này nó nặng 800 gram. Cây búa này cũng vậy, ủa 7 lạng chứ. Cây nhổ đinh này nửa ký. Đây cây nhổ kinh đinh, cây nhổ đinh còn đẹp, có cán nhựa luôn ha. Rồi cái này đầu tròn, cái đầu này đầu vuông ha, đầu vuông ở đây nó miếng đầu vuông mà mũi dài nè. Rồi số 32 200k. 33 rồi, mấy cái búa này đẹp, cái búa bát giác ha, 1 ký 3. Cái này búa này cán gỗ còn xài ok luôn. Đây đầu búa nè, không bị tè ha, nước sơn còn luôn đó, nước sơn còn luôn. Đầu búa bát giác nặng 1 ký 3 nhưng mà cái cây không nói tiền cân lên đây là tới 1 ký rưỡi, là tại vì có cái cán luôn. Còn cái trọng lượng của kia búa nó khắc xong đây luôn nè. Đó rồi số 33 ha, 33 220k. Hôm nay được 2 cây búa bát giác đẹp, búa tạ. Đây 1 ký 3 bát giác, đó cán cũng ok luôn, nước sơn nè còn. Rồi số 34 220k luôn. 35 3 cây nại giỏ. Đây trời ơi, cây nại giỏ này xịn sò ghê không, giống như là hàng để sưu tầm vậy đó. Đó có chữ nè, Maruta Japan, có nguyên cái luôn. Ở bên đây cũng có đó. Cây này dài 27 năm, bản của nó nè bao 2 phân 8. Mấy cây hôm nay đẹp ha. Đây cây này dài 34 ha, bản của nó 2 phân rưỡi. Rồi cây này dài xém 40 luôn. Rồi 39 năm, bản này của nó là 2 phân. Cái này thì không thấy chữ ha, cây này không có chữ. Rồi ba cây này số 35 200k. 26 là ba cây đu chuột. Đu chuột cây này của tốt ha. Đây 26 và 21 nó găng rất là ok. Chị vệ sinh nước dầu nó ra, nó còn xét ở trong nó ra. Đó lò xo nó kéo tẹt tẹt luôn. Đây cái này của tốt luôn, do bên cái này ngoại hình có rỉ. Cái này 21-17 ha. Đó nhưng mà miệng cũng còn đẹp nè, có rỉ ở trên thân á, nó nhâm vậy đó. Nhìn nó ngoại hình nó xấu nhưng mà răng đó nè, nó không có gắt lắc gơ gì ha, không bị gơ ha. Rồi cây này cây 19 của Super Gia Băng luôn. Cây này 19 có 1 triệu à. Đây 19, cái chỗ này nó bị giống như nó bị nhiễm trì á, bị cắt
rưỡi, 36 250 luôn. 36 250. 37. 37 là cây gì đây? Chẻ tre. Cái này cũng còn đẹp. Trời ơi, cái này chỗ này nó còn bán nè. Này mấy bác nào biết sử dụng chẻ tre thì làm thôi, cái nhiêu tiền chỉ biết cây nó chẻ tre thôi, chứ không biết sử dụng như thế nào ha. Rồi. Số 37 150. Rồi đó. Số 38 gò viên combo. Khóa luôn. 1 đầu dòng 1 đầu miệng ha. Cây này 10 nè. 12. 13. 14. 17. 19. Một đầu dòng 1 đầu miệng á. 19. 21. Đây. Cây này thì nó có cái kiểu này nè. Chìa khóa đẹp, còn không có đẹp. Rồi cái cây này 19 và 21. Mấy bác yên tâm ha, mấy cái răng này ok hết, đẹp. Cái răng này không bị mòn ha. Rồi cái cây này Cactus, cái này cũng có Cactus nè, 17. 17 19. Trời ơi cây này đẹp quá. Rồi cây này 26 32 của Super. Đây. Răng quá trời ok. Rồi quan trọng nữa, cây này là cây này 21 này của Super luôn nè. Cái này không biết chìa khóa nó vậy nè, chế hay sao. Cái này tháo tháo con ốc 21 nè. Cái bên đây là bị rỉ nha, cái đầu 21 bên đây nó bị rỉ. Đó, cái đầu rỉ thì nó sẽ nó rỉ, còn cái đầu thì sẽ nó đẹp. Rồi 38. 300 k. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye.